học mẹ 8x làm há cảo vừa đẹp mắt lại hấp dẫn, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Một sửng bánh há cảo thơm ngon, rực rỡ sắc màu, sẽ là lựa chọn hoàn hảo, để chiêu, đãi cả gia đình bạn trong bữa cơm tối nay đấy. Là món điểm tâm phổ biến của người Trung Quốc há cảo. Được du nhập, vào Việt Nam khá lâu, và trở thành một trong những món ăn vặt của nhiều người Việt hiện nay, với lớp vỏ trong mờ lấp ló nhân tôm thịt hồng hồng đẹp mắt với chút xanh của hành lá cùng mùi thơm, hấp dẫn, khiến thực khách cảm thấy hấp dẫn. Mới đây trên group yêu bếp chị Giang Thu Hà sinh năm 1981. Tại Biên Hòa, Đồng Nai vừa chia sẻ công thức làm há cảo bất bại, khiến chị em không khỏi suýt xoa. Dưới đây, cùng tham khảo công thức làm há cảo của chị Giang Thu Hà, để làm cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Nguyên liệu, 100g tôm sông băm, 100g thịt băm, 200g khoai môn hấp chín, 100g ngô tách hạt, hai tay nấm đông cô ngâm nở, một tay nấm mèo ngâm nở, 100g cà rốt băm nhuyễn, hành lá, hành tím. Hắc xì dầu, đường, bột nêm, dầu hào, tiêu ớt, 200g bột mì, 100g bột rau bó xôi, 120ml nước. Cách làm: Phần nhân: Hấp chín khoai môn xong tán nhuyễn, phi thơm hành tím cho tôm thịt vào xào 10 phút cho chín tái, tiếp đến cho nấm mèo và nấm đông cô vào xào tầm 5 phút. Cho cà rốt và hạt ngô vào luôn. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng, sau đó cho hành lá vào. Gần tắt bếp cho khoai môn vào để làm chất kết dính. Vậy là xong phần nhân để nguội rồi vo viên có thể dùng muỗng ém chặt nhân khỏi vo viên cũng được phần vỏ bánh nhồi bột tới khi cảm thấy không dính tay nữa thì ta để ủ tầm một tiếng hoặc hơn tùy nhiệt độ bột chia làm hai phần phần nhiều màu trắng phần ít hơn trộn bột rau vào để tạo màu bột ủ đúng thời gian là bột khi mà mình nhấn vào nó lõm xuống và buông tay nó không đàn hồi trở lại bột màu xanh ít hơn ta vê dài màu trắng bọc phía ngoài màu xanh nên cán mỏng và rộng hơn cắt bột thành từng khối nhỏ và cán thành các lá mỏng. Sau khi cán xong cho nhân vào gói lại, phết một lớp dầu ăn lên dụng cụ hấp bánh để chống dính rồi xếp bánh vào, đun sôi nước cho bánh, vào hấp khoảng 15 phút là bánh chín. Bạn có thể thưởng thức được rồi. Thành phẩm bột trong ăn dai dai, ngọt ngọt của cà rốt và bắp béo bùi của tôm thịt hòa quyện cùng khoai môn, há cảo sẽ ngon hơn khi chấm xì dầu. Chúc các bạn chế biến thành công. Hãy để lại bình luận của bạn, nó sẽ giúp ích những người xem khác trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại